Bản tin Arsenal ngày 24 tháng 11. Nóng, lộ diện chữ ký đầu tiên của Arsenal hè 2024. Mùa hè vừa qua, Arsenal đã mượn thành công thủ thành David Raya từ Brentford. Đây là hợp đồng có thời hạn 1 năm và có điều khoản cho phép pháo thủ mua đứt Raya với giá 27 triệu bảng vào cuối mùa giải. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal sẽ kích hoạt điều khoản này do Brentford đang gặp vấn đề với luật công bằng tài chính FFP. Viết trên Twitter, Romano cho biết, được biết Arsenal quyết định ký hợp đồng với Raya vào năm 2024. Tất cả đều được đảm bảo vì điều khoản tùy chọn mua đứt sẽ được kích hoạt với giá 27 triệu bảng. Raya đã ký hợp đồng dài hạn tiềm năng với tư cách là cầu thủ Arsenal vào tháng 6 năm 2024. Tất cả đã hoàn tất. Brentford chấp nhận cơ cấu bản hợp đồng này do FFP. David Raya được mô tả là một thủ thành giỏi chơi chân. Kể từ khi cập bến Emirates, anh đã chiếm suất bắt chính của Aaron Ramsdale. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha cũng mắc không ít sai lầm và một trong số đó đã khiến pháo thủ mất đi những điểm số đáng tiếc. Odegaard trở lại tập luyện. Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11, Arsenal trở lại Premier League bằng việc gặp Brentford trên sân khách. Mục tiêu giành 3 điểm của Arsenal ít nhất sẽ được thúc đẩy nhờ sự trở lại của đội trưởng Martin Odegaard. Anh đã được phát hiện trở lại buổi tập của đội 1 vào thứ ba. Odegaard đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần đây nhất do chấn thương hông và một lần bị tác động để rồi bỏ lỡ việc hội quân cùng đội tuyển Na Uy. Với sự vắng mặt liên tục của Thomas Partey và Emil Smith-Rowe cộng với án treo giò đến từ Fabio Vieira, người đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Burnley, hình ảnh Odegaard tái xuất sẽ là động lực lớn cho Mikel Arteta. Phát biểu trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, Arteta hy vọng cầu thủ sinh năm 1998 sẽ có thể đá trận gặp Brentford. Với Odegaard, một lần nữa cậu ấy đã cố gắng hết sức để có mặt, nhưng điều đó là không thể. Chúng tôi cần các cầu thủ trở lại vì hiện tại chúng tôi đang thực sự gặp khó khăn. Rõ kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal. Pháo thủ hiện đang chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Liverpool và chỉ kém đội đầu bảng Man City 1 điểm. Trận đấu với Brentford cuối tuần này mang đến cho đội bóng của Mikel Arteta một cơ hội tốt để vượt qua The Citizen trong bối cảnh thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ bước vào trận đại chiến với Liverpool. Với Arsenal, họ được cho là đã đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến kế hoạch chuyển nhượng trong 12 tháng tới để tiếp tục cạnh tranh danh hiệu ở Premier League. Theo Football Insider, Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo tầm cỡ vào năm 2024. Theo đó, tiền đạo Ivan Toni của Brentford và Dusan Vlahovic của Juventus là hai mục tiêu chính của đội chủ sân Emirates. Cả hai cầu thủ này đều có thể khó ký hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp tới và Arsenal do đó có thể phải đợi đến mùa hè năm sau. Mức giá của Toni và Vlahovic chắc chắn không rẻ. Hiện tại, hai sự lựa chọn của Arteta ở vị trí tiền đạo là Gabriel Jesus và Eddie Nketiah đều chưa đáp ứng được kỳ vọng. Gabriel Jesus, ghi bàn không phải là điểm mạnh của tôi. Jesus đã không thể ghi bàn trong trận thua 0-1 của Brazil trước Argentina vào sáng thứ Tư. Điều này đã kéo dài chuỗi thiệt ngòi ở đội tuyển quốc gia của Anh lên thành 9 trận. Bất chấp thành tích kém cỏi của Anh cho Brazil, hiện chỉ ghi một bàn sau 29 lần ra sân kể từ tháng 10 năm 2019. Jesus khẳng định bản thân sẽ sớm chấm dứt điều này. Jesus cho hay, có những điều khiến tôi bận tâm rất nhiều trong giai đoạn sau World Cup 2018. Khi ấy tôi trẻ hơn, tôi có tâm lý khác. Hôm nay, tôi là một người đàn ông trưởng thành hơn, có nhận thức hơn, một người đàn ông của gia đình. Tôi hiểu bóng đá là ưu tiên hàng đầu và cần phải khỏe mạnh để thi đấu hết mình, đặc biệt là cho tuyển Brazil. Có những thứ tôi không thể kiểm soát được. Tôi tập luyện, tôi tìm kiếm, tôi cố gắng di chuyển, tôi giúp đỡ đội. Tôi tin rằng ghi bàn không phải là điểm mạnh của tôi. Nhưng tôi ghi bàn, tôi ở đó để ghi bàn. Tôi đã làm được rất nhiều điều ở đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ ghi bàn một lần nữa, đó là công việc. Tôi làm việc lặng lẽ, không phải để đáp lại những lời chỉ trích. Tôi cũng không phải vui vẻ với những lời khen ngợi. Arsenal thẳng tay thanh lý tiền vệ trong tháng riêng. Mohamed Elneny gia nhập pháo thủ vào mùa đông năm 2016 từ FC Basel. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép chất lượng cho tuyến giữa, nhưng trên thực tế, cầu thủ người Ai Cập chỉ đóng vai trò kép phụ tại đây. Elneny ra sân 89 lần tại Premier League kể từ khi chuyển đến Emirates.
một trong những nguyên do chính khiến anh thiếu thời gian ra sân xuất phát bởi vấn đề chấn thương. Với sự bất ổn mà Enneny mang lại, Arsenal đã bổ sung thêm bộ đôi Jorginho và Declan Rice ở hai kỳ chuyển nhượng gần đây, qua đó đã khiến ngôi sao người Ai Cập không còn chỗ đứng nơi đội hình chính. Theo nguồn tin từ Team Talk, trước mối quan tâm mà các đội bóng Ả Rập Saudi dành cho Enneny, Arsenal sẵn sàng chia tay cầu thủ 31 tuổi ngay trong tháng riêng. Việc đẩy Enneny khỏi Emirates sẽ giúp Arsenal giải phóng quỹ lương, đồng thời bổ sung thêm phần nào kinh phí để thực hiện kế hoạch chuyển nhượng. Họ dự kiến sẽ chiêu mộ thêm một tiền đạo hoặc tiền vệ trong phiên chợ đông, và việc bán Enneny sẽ càng làm kế hoạch này có thêm cơ sở. Phương án dự phòng hoàn hảo cho Partey trong tháng 1. Vừa chấn thương dai dẳng của Thomas Partey, đây là thời điểm để Mikel Arteta tính đến chuyện thay thế anh trong tương lai. Theo nhà báo Florian Plettenbeth của Sky Đức, Fulham đã bật đèn xanh rằng họ sẽ cho phép Palinha ra đi với giá rẻ hơn con số 56,6 triệu bảng. Đây là số tiền mà Bayern Munich đã trồng lên bàn đàm phán để suýt mua Palinha vào tháng 8. Hiện tại, Bayern vẫn quan tâm đến Palinha, nhưng họ từ chối trả hơn 52,3 triệu bảng. Điều đó mở ra cơ hội cho Arsenal và pháo thủ có đủ lý do để chiêu mộ bằng được tiền vệ người Bồ Đào Nha. Mùa trước, Palinha là người thực hiện nhiều pha tắc bóng và cắt bóng nhất ở Premier League với 69 lần. Rio Ferdinand từng gọi tiền vệ người Bồ Đào Nha là giấc mơ của các trung vệ. Từ góc nhìn của trung vệ, cậu ấy là một lá chắn hoàn hảo. Bạn cần một người như thế trước mặt bạn, Ferdinand lý giải. Khi bạn có một người có tư tưởng phòng ngự ở vị trí đó trước mặt bạn, đó sẽ là người trì hoãn mọi thứ đi một chút. Cậu ấy có thể cản mọi thứ ngay trước khi nó kịp đến với tôi. Các trung vệ phải mơ ước có một cầu thủ như cậu ấy. Có lẽ Palinha chính là phiên bản nâng cấp hợp lý bậc nhất cho Arsenal ở vị trí của Partey lúc này. Họ cần tận dụng thời gian này khi mà Fulham đã xuống nước. Arsenal đàm phán mua chân sút 44 triệu bảng. Cụ thể, theo tiết lộ từ Calcio Mercato, chủ tịch của Fluminense đã thông báo cho Arsenal về khả năng chiêu mộ Matheus Reis, một tiền đạo đầy sáng giá của câu lạc bộ. Được biết, chân sút 16 tuổi sở hữu một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 44 triệu bảng và hiện đang được đánh giá như một trong những tài năng triển vọng nhất ở Nam Mỹ. Nguồn tin trên khẳng định, Arsenal đã quyết định triển khai kế hoạch chiêu mộ Reis sau khi tiến hành đánh giá về cầu thủ này. Đáng chú ý, giám đốc kỹ thuật Edu Gaspar được cho là cảm thấy mức phí hiện tại của Reis khá cao và đang cố gắng đàm phán để thuyết phục Fluminense về một con số hợp lý hơn.